Hùng ạ. Bác ở khu chung cư Vĩnh Hoàng, Tam Trinh, Hà Nội. Hôm nay anh em chúng cháu có nhận được một đơn hàng của bác, có đặt hàng bên chúng cháu, của nhờ chúng cháu, anh em chúng cháu tư vấn lên một cấu hình karaoke và nghe nhạc gia đình. Thì hôm nay chúng cháu đã lên một cấu hình karaoke như này. Cháu ghép cho bác một đôi loa tan noi bát 30 và hai chép một chung, và một chiếc súp B3 717-25 mã, và một chiếc âm ly liền vang Pioneer 602, và một chiếc mic WeWood 8+. Thì anh em chúng cháu đã lên một cấu hình như thế này thì nó rất là chất bác ạ. Chất lượng thì rất là tốt, rất là cao, mà giá thành cũng rất là hợp lý. Chỉ có tại Hoàng Long Âm Thanh Số chúng cháu mới lên được một cấu hình chất như thế này bác ạ, mà giá cả lại sát mặt đất, chất lượng thì trên cao. Và sau đây cháu xin mời bác nghe và thẩm định chất lượng của dàn karaoke này nhé. Xin nói thêm về chiếc âm ly mới về bên cháu, để cháu đã ghép luôn cho bác, để cho bác trải nghiệm thực tế luôn, để cho bác sẽ được đánh giá chi tiết. Để chiếc âm ly liền vang này chúng cháu thì nó được tích hợp rất nhiều các công nghệ mới hiện nay, như nghe nhạc MP3 qua thẻ nhớ này, và công nghệ bắt Bluetooth này, và nhiều tính năng rất là nổi trội nữa. Để rồi nếu mà khi đã, và có cả chống hú nữa, rất là tuyệt vời bác ạ. Dòng sản phẩm này thì nếu đã trải nghiệm rồi thì sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm, không muốn sử dụng một dòng khác. Và cháu xin mời bác nghe tiếp một đoạn nhạc nữa để thẩm định thêm về chất lượng của nó nhé. Bác đã được trải nghiệm nhạc không lời rồi, trên một nền nhạc không lời rồi. Giờ thì cháu xin mời bác nghe một đoạn karaoke nhé, để bác thêm phần yên tâm, thêm phần tự tin. Ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đại trang, đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao, như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tìm không ra ngõ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ duyên từ mai sau. Tôi sợ ngang trái là mộng đời chua xót thương đau. Rồi một hôm tôi quên đi thật xa, tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mơ. Nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên, nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không?
Vâng ạ, như vậy là cũng đã đủ thời gian để cho bác thẩm định được chất lượng của bộ combo này rồi. Cháu cũng đây có những thêm phần quà, như là cháu tặng bác một gói trà này để bác thưởng thức trà nghe nhạc ở karaoke bên người thân gia đình hoặc anh em bạn bè thân thích nhé. Đồng thời tặng thêm bác mấy mét dây nữa để cho bác lấy tín hiệu đưa từ âm ly xuống loa, và cháu cũng tặng luôn bác đủ luôn một bộ combo dây jack kết nối. Bác hoàn toàn yên tâm nhé. Vâng, một lần nữa cháu xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty xin kính chúc bác và gia đình có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bác nhé. Cháu xin chào tạm biệt bác và hẹn gặp lại bác ạ. Ngoài lề thêm một chút nữa bác, cho cháu xin phép là nếu những ai đã theo dõi cái video này, anh chị em đã theo dõi video này và có nhu cầu muốn sử dụng, muốn sở hữu một bộ combo như thế này thì hãy để lại comment bên dưới video hoặc là điện thoại trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình, thì bên công ty chúng em sẽ có tư vấn, kỹ thuật viên sẽ tư vấn và chốt thêm đơn hàng cho các bác. Em xin chào tạm biệt.